Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một con gà Tào Tháo Giang Hùng nè, mà nó nằm ở Bình Ngô nha. Để coi Tào Tháo Giang Hùng Bình Ngô nó sẽ như thế nào. Thì con gà này whip 9 ở cái server 1275 đó. Thì hồi nãy mình có coi qua cái thư mà sao quá trời quà đi. Thì mấy ông kêu ông để dành đó. Nên bây giờ mình coi mình nhận full cái được cái gì. 1900 vàng cộng với 5 cái phục hy thủy kính, 5 cái ngũ hành tiên ngọc, 14 cái bình lương, 20 quyền bắt quái. Ở một đống đồ trong này nè. Quá trời nhiều luôn ha. Rồi thì cái hùng đồ bá nghiệp này đợt này cũng gắt thiệt mấy ông ạ. Nói chung là vô top 10 đợt này cũng kinh khủng. Không phải dạng dừa. Dạng là toàn là dạng dữ không. Thì đây là những cái phần thưởng của cái hùng đồ nè. Này mình có thể xem trước nè mấy ông này, gần như là hoàn thành nè. Hoàn thành rồi nè. Thì cái bảy xếp hạng anh em thấy nó gắt vãi nồi luôn. Ở bên Ngọa Long thì anh em thấy là nó đã trong top 10 là 42.000. 42.000 đó. Cũng khiếp. Điểm này 2.800 thôi. 2.800 mà mấy ông tới 40 mấy ngàn, 2.800 không biết chưa có trong cái... Hình như là có nằm ở trong ấy hay gì vậy. 501 tới 600 nó có trong tham gia. Tham gia sẽ được hai gương túi nguyên bảo. Top 1 đợt này căng quá. Còn bên Chí Thánh này thì coi nhiêu. Ở bên Chí Thánh tới 83.000 trong top 10 vãi cả nồi. Bên Ngọa Long thì còn ghẻ ghẻ chút xíu. Bên Chí Thánh anh em thấy nó trên lệch không. Từ 42.000 mà bên này lên tới 83.000. Nó gấp đôi chỉ số của bên này luôn mà. Gấp đôi chỉ số anh em. Phải nói là khủng khiếp. Bên này có 42.000 thì bên này 80 mấy ngàn. Đấy thì bởi vì Minh nói là đua cái đợt này là tại vì đợt rồi mấy ông có một số cụm á bỏ qua con Ngọa Long thì khá là nhiều. Sau khi gặp Ngọa Long xuất hiện rồi quá mạnh cho nên mấy ông suy nghĩ lại đợt này mấy ông tranh quá trời tranh. Tranh giả nguyên. Dễ gì mấy ông bỏ được. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô tới con ngạc nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ qua tới phần đạp của cái web chính này. 24.475k rồi nè. Và điểm danh thì nay đến ngày đầu tháng luôn nè. Đầu tháng mới, điểm danh mới luôn nè. 194 ngày. Đó, bây giờ mình sẽ vô tới main luôn nha. Main thì là main của Kiều, thức tỉnh thì 8 sao. Thằng binh thì 75 giây hạn đỏ, xét đỏ bảo vật đỏ luôn, ngựa tử tinh. Danh tước không có, chiến pháp đang xài khai dương với lại đồng tâm sách. Đây là em thủy kính miết biển 4 thôi, xét kim bảo vật kim. Ngựa thì ngựa tím mà. Danh tướng cao tiệm, chiến pháp là Như Quân Quy và Như Bàn Thạch. Đây là Tào Tháo Giang Hùng Bên Ngô Phi Thăng 2 thôi. Này thêm con này bên phi thăng mấy nữa nè, cộng với mấy con được phi thăng 3 rồi. Để con đó thành con đôn là hợp lý hơn. Thiệt, tôi thấy tem bây giờ là không cần hứa chữ, nếu mà một tăng nha. Một tăng thì không cần hứa chữ, chỉ cần đôn là đủ. Một con đôn mà tối ưu quá cái lượng đầu tư của mình vô hơn. Mình đầu tư vô đã đỡ xíu, nó tiết kiệm xíu á. Thì con này vừa đưa vô cho nên là thằng binh của nó chỉ mới có 25 thôi. Xét kim bảo vật kim, ngựa thì nguyệt ô văn, danh tướng kinh kha, chiến pháp là vô giải cường công. Đây là phi thăng không luôn, hứa chữ nằm binh hén phi thăng không, 3 món kim, 1 món đỏ bảo vật kim cam. Ngựa chụp nhật bông lôi rồi, danh tướng thì không có, chiến pháp là quen đường xảo biến. Sổ thì đang thiếu là một sổ này nó là được 4 nè, có phần ngang. Hạt này không đi tắng nổi rồi. Không đi tắng qua Tào Tháo Giang Hùng hơi cực trời. Em nhìn thấy cực không? Đó, dương cổ 105% là bắt buộc nè. Con dương cổ lưu linh là bắt buộc phải có nè. Đó, còn hai con này thì không sao đi. Còn cái này cũng không cần luôn, chỉ cần hai con này thôi mà hơi cực à. Bởi chơi Tào Tháo Giang Hùng cực thiệt. Rồi, thủy kính thì cũng chắc 4 rồi, mấy cái sổ kiếm này thì dễ. Đây, thì con men thì được 5 ha. Tại vì có Tào Tháo mà. Có Tào Tháo được 125 HP. Ngon á chứ. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua bên cái tẩy luyện của ảnh thì sao đây. Tẩy luyện của ảnh thì đang có công 38% nè. Bảo kích 40% ngon nha. Bình thường đủ công 40% tức là ngon. Hai cái dòng ngon nhất trong hai món tẩy luyện là không có luôn. Thì gà công lên 7 triệu 2 rồi. Ý thần bình thấp đó nha. Công cũng lên 7 triệu mấy rồi. Để coi thẻ biến hình nhiều không, chứ mình nghĩ chắc không nhiều lắm đâu ha. Phong thiên ngắn 1, thiên la tản 1 sao luôn, toàn là 1 sao hết, từ trên dưới 1 sao, có mỗi bổ thiên thạch 2 sao bổng dục ở ngoài luôn mà. Thẻ biến hình nè,
Chúng ta sẽ xem cái thẻ biến hình thì thẻ này như thế nào đấy hả? Thẻ biến hình thì nhiều nha, 1, 3, 5, 6, 8, 8 cái, 8 cái đỏ, 2, 4, 5 cái cam, tôi tưởng nó nhiều lắm. 8 đỏ và 5 cam mà được 7 triệu 2 công là cũng dạng dữ rồi. Tạm hợp lý, cảm niên thì sao? Có đồng thù luôn à? Kinh nha, có đồng thù anh em. Căng 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 căng. Có đồng thù ngọc luôn, quang vũ luôn. Nhưng mà cái đồng thù mà đi với Binh Ngô á là một chút những cái khó khăn vãi nồi khi mà cùng thuộc tính. Thiệt. Đây, trời trời có tiếng thối luôn hả? Whip 9, whip gì anh em? Mấy cả nồi whip 9 có đồng thù với tiếng thối kìa. Rồi whip chiến ngọc luôn, quá dữ. Diệt trợ luôn. Ghê à. Ghê 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 ghê. Không, whip 9 này ghê đó. Này cũng số ngày này cũng mới thôi. Cái kiểu đầu tư phát một á, cũng được á. Bản tin thì anh tin vô miếu rồi văn quá văn quê rồi hết, không có bản tin nhiều anh em ơi, chưa có bản tin nhiều. Rồi mình sẽ gặp phần tướng nha. Trước khi vô phần tướng anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, chúc anh em xem video vui vẻ. Bây giờ mình sẽ đi qua tới cái phần này. Hai con Đổng Quyên, một con Giả Cát Quả, một Dương Vị, một Chu Bất Nghi, một Quán Lộ, một Chu Quyền. Rồi con ngày này hồi đó nè, mấy cái gói mà ngày anh em khủng khiếp luôn. À, nói gì có nói nhập ngày tôi mới nhớ nha. Đây tướng kim nhiều chưa? Rất là nhiều tướng kim nha. Mười mấy con á. Chuẩn bị mở khí đỉnh rồi đó. Chuyển qua mới mở được nha, phải đợi mấy trận đấu. Nè, hén có nữa nè. Thì có một cái ông kia, ông kêu là ông kêu cái gì ta? Ông kêu làm một cái series 7 ngày hướng dẫn cho những anh em mà whip nạp. Coi lấy cái gì. Đây bữa nào đi. Thì tôi sẽ gạch mà tôi sẽ quay 7 ngày. Nhưng mà trong đó là tôi chỉ hướng dẫn anh em mua những cái gói ngày thôi nha. Nhưng mà mấy gói nạp ngày nè, như kiểu mấy gói này nè, cái một lên lấy cái gì thôi. Mình chỉ ấy những anh em là mới chơi mà muốn nạp, có hầm dạo này có rất là nhiều anh em mà muốn chơi mới chơi thôi mà nạp tùm lum tà la hết trơn, quăng quàng tôi nhìn thấy gầu luôn á. Để sau này tôi sẽ chỉ mấy ổng cho mấy ổng biết được. Thú thì chỉ là con Quyền Vũ 3 sao, Lăng Hoa 0 sao, Bạch Trạch 5 sao, Thánh Côn 0 sao, Thanh Long 2 sao, Bạch Thổ 0 sao. Rồi bên này thằng Thú Cốc đang có con thằng gì, con Quả Kỳ Lăng. Giờ này thú này còn ngày sớm quá cho nên chưa lên được thật. Đang đi theo cái mảnh công men nha, 53 mảnh công men này nè. Trời trời trời, quá trời mảnh luôn. 6 mảnh, 5 mảnh, 5 mảnh, 4 mảnh, 1 mảnh, 2 mảnh, 1 mảnh. Vậy là cái thằng thú gốc con này cũng là ghê lắm rồi đó. Nói chung là hên rồi đó. Chẳng pháp, chẳng pháp thì đã tới 15% và 6%. Túi đồ thì có tích lỗ không? Có, đang tích lai gai, mùa này đang nhịn đói. 4.800, 60 cái bình kia. Nói chung là xài cái cẩm nang có sẵn đồ này nọ là ngon rồi. Giờ đợi cái mình tinh lỗ 10 cái nữa là với lại mấy cái chiến pháp kim nữa là quá dữ. Đá ngọc, đá thì hơi cùi nha. Ơi không cùi, không cùi. Linh Tê Hồi Quen, Vô Quý, Yến Phản đó, Trùy Tâm tạm được. Nói chung dạng đá nhiêu ngày đây chơi được, tạm chơi được. Từ từ thì quyết chi hồn rồi đồng tâm rồi bản nguyên gì từ từ nha, từ từ có là chơi được hết á. Bây giờ mình sẽ quất với mấy ông chung server nè. Đang ở top 2 thì có thể biến hình kìa. Biến hình thì đang 41, 46 kế bên nè, không có ao sổ, ao trình gì đâu. Chỉ có ao lực chiến thôi. Đây, top 1. Quấn thẳng trong top 1 luôn, tào lão giang hùng. Rồi, ông kia cũng bình thường, Men Cam Ninh. Ai cho kêu tự chỉnh nhất mộng ở đây. Đây, Men Cam Ninh, thấy sẽ từ bên Ngô mà phi thăng 2, nhậm vậy bơi nè. Đó, rồi xong. Nè. Giang ngục vẫn chưa có lực, vẫn chưa có lực cho lắm. Nhưng từ từ chém vô đó. Chém không có đam luôn mà. Hắc vẻ nồi. Hắc đam vẻ nồi. Còn hứa chữ là lâu lâu quýnh nó không có đam đó, giảm cái kiểu gì ghen lỗi gì. Nhưng mà không phải đâu. Nó là một cái thứ gì đó tào lao bị đau nhất trong những cái vàng tăng, những nó trâu nhất trong vàng tăng rồi. Rồi thấy chưa, từ
Thái sư tử đốt cho câm lên chém mà. Trời ơi, quýnh né dữ vậy. Chết chắc là diễn hổ. Những diễn hổ có yển phản nha. Loạn thế giáp. Loạn. Phải nào vậy? Pha giáp. Còn pha giáp. Rồi nổ luôn rồi. Rồi phá giáp luôn rồi. Ôi sao kiểu này căng thế. Sọc 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 sọc. Cầm lên này lực quá. Ăn lực chiến cầm lên này lực quá. Quýnh sao né không hết chứ. Không né mấy phát coi cũng hợp lý chứ đâu có thua gì lắm. Ông này nói chung build 3 cũng chắc chứ. Đây cầm lên ông xích kim full thức tỉnh. Ngựa nguyệt u ăn luôn. Công lên 8 triệu mà. Còn thái sư tử ổng thì kiểu bình thường thôi. Tinh quyết long nè nó. Ổng hay ngựa đỏ luôn. Bên mình còn xài ngựa tím nhau thủy kính luôn mà. Cho nên là đồ con ngạc bi 4 còn hơi thiếu nhiều. Bi 3 lúc nào tài nguyên nó cũng giàu hơn. Tài nguyên lúc nào cũng giàu hơn. Bên kia thì kiểu dồn. Con này dồn con kia. Ok mình sẽ quýnh với lại ông này. Nhưng một thời gian nữa thôi là ông Bilba đó đuối liền. Nhưng mà ông này nên đổi đôn hơn. Đôn ngon hơn nhiều. Với chữ phải tính từ vị tăng 2 á. Chứ vị tăng 1 cũng chưa có châu hoàng ông đôn nữa. Đôn cộng 10 thì có thể thay vô hứa chữ. Chứ đôn cộng 12 là châu hơn hứa chữ nhiều. Thổ nó cũng nhiều hơn nữa. Quyên này là quyên 4 nha anh em, nếu có thọ thương là cũng hơi căng đó. Trường phi bay màu. Rồi chết thì kính luôn. Thật ra là dây tào tháo cho nó khác biệt. Chứ mà nói về phi thăng là này nọ đồ, với lại meta diệt đồ, chơi Quang Vũ vẫn hơn. Nhưng mà Quang Vũ đại trà quá nhiều. Đôi khi đổi cái hướng chơi nó. Trời ơi, đam thọ thương của nó, đam gì nó chưa thọ thương, chưa thọ bọng gì chứ, còn đam gián tiếp nó ghê gớm vậy. Phải cả nồi, mạnh thiệt anh em. Đấu quyên này thọ thương ghê quá. Đấu quyên này là đấu quyên ăn hiếp nông dân. Thiệt, con đấu quyên này y ra kiểu ăn hiếp nông dân luôn. Mấy ông đâu không có thú đồ này đâu, các kiểu là tem không được cứng nè, đấu quyên là nó chồng luôn. Không ai quýnh lợi nữa chứ. Sao mà đỡ được. Trời. 23 độ. Quyền vũ búp. Tắm. Nè. Rồi thọ thương nữa rồi. Con rung, chết rồi. Tôi thấy chết rồi đó. Biết mà. Đó sao nói. Con hứa chữ gì hát gì. Ok thua luôn ngạc này. Để Tào Tháo cho nó lên phi thăng 3 thì hên xui. Nếu phi thăng 2 này hơi đuối. Rồi tem này luôn. Ông tăng luôn nha. Thái Bình Thiên Quốc, bày mưu tính kế. Ông ký hiệu triệu văn cộng 7 ở đây để duy trì ở trời. Loạn thế, giang hùng thọ thương em luôn. Trời ơi, quýnh với mấy ông không tăng kìa. Tào Tháo đam nhiều nha em. Quýnh phát thọ thương phát đó. Nhưng mà con kiều Quảng Châu. Nhìn chiêu đẹp rồi chứ. Chỉ không đẹp bằng chiêu của Gia Cát Lượng thôi.
Trời ơi, sao mà đỡ được? Mới thấy cái kèo quýnh là được được à. Trời ơi, nó quýnh kìa, nứt màn hình, thời gian kêu thấy sư tử. Đây là những ông ở dưới. Còn quýnh dương ông nữa là ông ba dòng như một. Ông này chắc lượng nè. Có lẽ thua kèo này nữa rồi. Thua kèo này. Hồi nãy ông kia không xài niết bàn, ông thấp niết bàn, ông thấp là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ông không có xài đào cho con quy, nhưng mà anh em thấy kèo này là đào, là đào cũng chịu không nổi luôn à. Kèo này đào chịu không nổi luôn. Khai thiên tịch địa, loạn thế gia chủ. Trời ơi, có đam gián tiếp luôn hả ta, quýnh nổ bông lôi luôn à. Tính ra bên Nono là tao tháo dùng chiêu liên tục luôn đó ta. Đây, dùng chiêu liên tục luôn, em nhìn nè. Không đủ nộ, lát cái cũng bằng cách nào đó nó vẫn tự nó đạo nộ, nó kéo đầu tự quýnh luôn. Nổ một lôi nữa kìa. Đó, nộ đó, thấy không? Có gián tiếp nha, nhưng mà không được nhiều thôi. Nhưng mà thấy anh biết biển năm này có vẻ chịu không nổi với anh nè. Quá trời, quá đất. Lăn qua mà nổ là chết luôn con đôn đó. Hết bông loi rồi. Ngon. Ngon 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 ngon. Rồi. Búp cái khiên cho Tào Tháo cái. Đó. Búp máu lên. Sao mà đỡ được. Đừng có sót khiên. Ừ, đừng có sót khiên. Làm gián tiếp nó qua đâu qua được cái khiên đâu mà sợ. Chết con kiều men. Chưa. Chết rồi, chết Tào Tháo rồi. Chưa, chưa. Diễn hộ quá. Sao mà đỡ được. Trời ơi, mắt thọ thương luôn. Ngon, 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 ngon. Rồi cuối cùng cũng win được kèo này, tưởng thua chứ. Đã win này lực lắm. Đá kim luôn à. Đá kim luôn. À không lực. Trong có 6 triệu 7. Nhưng mà ngựa tinh mô quăng được các kiểu. Chưa có chiến pháp kim. Cái số ngày này anh em mà tích chiến pháp kim miễn phí còn lâu. Còn lâu, với lại bây giờ cho dù có đủ đi, nhưng ngày này đã đủ tướng rồi đó em. Như ngày này đã đủ tướng rồi nè. Nhiều chứ. À, nhưng mà giờ chưa có tích được mấy cái ghi đẳng chuyển á. Ba kim này, con này mười mấy cái nha. 4, 5, 6, 7. 7 rồi, 7 rồi, 7 rồi, 7 rồi, 7 rồi, 8, 9, 10, 11, 12 con tướng kim. Mấy con kim 4 đương nhiên là bỏ qua bên rồi. Nhưng mà những con kim 1, 2, 3 thì cũng đâu đó 9 con, đâu ít đâu. Đúng không? 9 con. 9 con kim 1, 2, 3, à con Đỗng Quyên bỏ ra nữa là 7 con. 7 con này chuyển qua thì cũng sắp có khí định luôn rồi. Phải đủ lỗ đợt, nhiều đợt lỗ, đủ mới được. Chứ không đủ là cũng không được. Tối nay cái cụm này liên server. Thì để coi. À cái cụm này cũng khá là mới, chắc chắn là có chí thánh rồi, đừng nào phản. Bây giờ là vậy thôi. Bây giờ là mấy ông nhìn thấy vậy đó. Nhưng mà tối nay nó khác. Giờ mấy ông nhìn thấy mấy tem này đúng không? Ừ, tưởng nó là gì nhưng mà tối nay thì khác liền. Bởi vì ra đảo rồi, cái vụ này xong. Báo thủ. Tối nay là sẽ biết được kết quả đi. Tối nay chắc có những trận chiến khá là căng thẳng từ tất cả các cụm chứ không riêng gì cái cụm nào. Tối tại vì đợt này ngay đợt chí thánh là đa số là toàn là chí thánh luôn. Coi kèo chí thánh nào mạnh hơn thôi. Với lại tôn sách. Chí thánh tôn sách, còn liệu ông nào sẽ là mấy ông build mát bình nhất thôi. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.